Chào mừng các anh em đã quay trở lại. Bất thình lình hôm nay, Genshin Impact đã cho chúng ta một cái sự kiện web mới, tiên nhân tụ hội tiệc trầm ca. Một sự kiện cực kỳ thú vị, có rất nhiều những phần thưởng và trong đó có tới 120 nguyên thạch. Nhưng mà trước khi mà đến với lại cái sự kiện web hấp dẫn này, chúng ta hãy cùng nhau điểm nhanh qua những cái thông tin liên quan tới Genshin Impact trong những ngày qua. Genshin Impact là một cái game âm nhạc tuyệt vời và chúng ta đã có OST chủ đề nhân vật The Stellar Moment Vol. 2 chính thức ra mắt với lại tổng cộng là 24 bản nhạc gốc. Và với các tín đồ âm nhạc nào cảm thấy vẫn chưa đủ thì mình trân trọng giới thiệu với các anh em là chúng ta chuẩn bị có một cái buổi hòa nhạc Genshin Impact 2021 phiên bản đặc biệt, sẽ mang tới cho chúng ta những cái giai điệu tươi đẹp để mà chúng ta cùng nhau mừng một cái Tết đoàn viên. Tiếp theo thì Genshin Impact của chúng ta đang hợp tác quảng cáo cùng với lại các VTuber Thái Lan nổi tiếng và tất cả đều cosplay thành những cái nhân vật Genshin, ví dụ như là Kamisato Ayaka, Raiden Shogun, Hu Tao, Lumin, Venti. Điều này thực sự rất là tuyệt vời và hy vọng những cái nội dung hấp dẫn như thế này sẽ nhanh chóng cập đến chúng ta. Và sự kiện chủ đề Tết hấp dẫn phiên bản 2.4 đã mở, cùng với là những cái nội dung hấp dẫn như là ánh lửa tinh tú, huyền bích vân tụ, đăng trung diệu ảnh, với rất nhiều những cái câu chuyện truyền thuyết. Và một cái điều mới mình cảm thấy cực kỳ thú vị đó chính là chúng ta có thể gặp được các nhân vật tại Lưu Dê đi dạo quanh ở trong thành phố cũng như là tham gia vào cái sự kiện Tết Hải Lăng này. Mình sẽ nói sâu về cái điều này trong những cái nội dung sau. Còn bây giờ chỉ còn 2 ngày nữa thôi, chúng ta sẽ mở tiếp cái giai đoạn cuối của cái sự kiện Tết Hải Đăng Muôn Sắc Khắc Niên Hoa này với cái sự kiện khiêu chiến võ vệ trùng minh. Thì lúc này chúng ta mới có thể có được bùa hàng ma để mà nhận được nhân vật 4 sao Ly Dê chọn trong Bát Quái Thịnh Minh, cùng với lại cái bộ trang phục tuyệt đẹp của Niên Quang U Lan Tinh Diệu. Và bạn nghĩ sao nếu như mà chúng ta có một cái người bạn đồng hành giống như là Paimon nhưng mà ở trong thế giới thực? Và đúng là MiHoYo đã chấp lấy ngay thời cơ và hiện thực hóa cái điều này đến cho chúng ta. Trước đây thì chúng ta đã có loa thông minh Katrin, và bây giờ đó chính là cái hệ thống định vị dẫn đường của Klee. Và mình không biết rằng sắp tới Genshin Impact còn đưa chúng ta tới những cái ngạc nhiên gì tiếp theo đây. Chắc chắn là các anh em không hề bất ngờ gì khi mà chúng ta đụng những cái quảng cáo của Genshin Impact tràn lan ở khắp mọi nơi trên mạng, đúng không nào? Tuy nhiên trong khoảng thời gian gần đây thì Genshin Impact đã bước ra ngoài với rất nhiều những cái chiến dịch quảng cáo khổng lồ, và đây chính là những cái hình ảnh Genshin Impact được quảng cáo tại Việt Nam do người chơi chúng ta đã chụp lại và đăng trên các nhóm cộng đồng. Ly Dê rực rỡ, giăng đèn kết hoa chuẩn bị cho Tết Hải Đăng lần 2 thực sự rất là tuyệt vời. Tuy nhiên là những cái đẹp tuyệt vời này cũng chỉ giữ lại ở trong cái phiên bản 2.4 này mà thôi. Không đồng ý với điều đó, Danashi, một người chơi, đã quyết định giữ lại toàn bộ tất cả những cảnh đẹp của lễ hội Tết Hải Đăng theo một cách rất là riêng của riêng mình. Và chúng ta đã có top 5 những cái thí sinh dẫn đầu trong cái sự kiện cosplay của Genshin Impact Việt Nam với tổng giải thưởng lên tới 12.500.000. Và dù cho là Tết đang rất là bận rộn thì các anh em cũng đừng quên vô ủng hộ cho các bạn vào 19 giờ ngày 31 tháng 1 này nha. Và cuối cùng là đến với là cái sự kiện hấp dẫn Tiên Nhân Tụ Hội Tiệc Trần Ca. Sự kiện này sẽ bắt đầu từ ngày 28 tháng 1 và kéo dài tới ngày 6 tháng 2. Sẽ đưa chúng ta tới với lại ấm trần ca ở trong sự kiện, và chúng ta sẽ sử dụng sò lấp lánh để mà mở khóa các khu vực ở trong cái ấm trần ca này. Và sau khi mà mở hết tất cả các khu vực này thì các anh em có thể sử dụng sò lấp lánh dư đến chỗ tiên ấm 2B rút một số đặc sản tại Lưu Dê. Và thưởng chính của sự kiện sẽ tương ứng với lại cái số khu vực ở trong ấm trần ca chúng ta được mở. Và để mở mỗi khu vực thì là yêu cầu chúng ta những cái lượng sò lấp lánh khác nhau. Các anh em có thể thấy ở đây, năm mới dư giả sẽ yêu cầu chúng ta 700 sò lấp lánh. Diều giấy sắc màu sẽ yêu cầu chúng ta tới 800 sò lấp lánh. Và cây lửa hoa bạc cũng 800 sò lấp lánh. Và để kiếm được sò lấp lánh để mà mở khóa những cái khu vực đó thì chúng ta cần phải tham gia các yêu cầu của sự kiện đưa ra. Và những cái yêu cầu này nó sẽ được làm mới vào lúc 3 giờ sáng mỗi ngày. Trong đó thì nó có một cái mini game cũng là cái yêu cầu rất là thú vị ở trong đây, đó chính là chúng ta sẽ ra khơi để mà trục vớt sò lấp lánh. Tuy nhiên thì nó chỉ cho chúng ta giới hạn là 400 sò lấp lánh mỗi ngày mà thôi. Thì cái mini game này nó tương đối là khá giống với lại cái game đào vàng cổ điển ngày xưa. Và chúng ta có số lần ra khơi bị cố định. Tuy nhiên là chúng ta cũng sẽ nhận được những cái số lần ra khơi này rất nhiều khi mà chúng ta tham gia những cái yêu cầu của sự kiện. Và trong quá trình chúng ta ra khơi thì chúng ta cũng nhặt được những cái bảo vật. Và khi mà sưu tầm đủ 5 bảo vật thì chúng ta cũng nhận được một cái phần thưởng nhỏ ở trong cái sự kiện lần này.
Nhìn chung thì cái sự kiện lần này nó không có gì đánh đố chúng ta cả, nhưng mà cái yêu cầu của nó đó chính là chúng ta cần phải tham gia liên tục 4 ngày thì mới có thể nhận được hết tất cả phần thưởng ở trong cái sự kiện lần này. Và các em đánh giá như thế nào về cái sự kiện lần này? Có thú vị không? Đừng quên hãy chia sẻ xuống bên dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận thêm. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại tất cả anh em trong những cái nội dung hấp dẫn hơn.